Hiện tại mình đang ở chùa Linh Phước nha các bạn. Chùa Linh Phước Đà Lạt còn có cái tên gọi khác là chùa Ve Chai. Cũng thỉnh thoảng cũng có người gọi là chùa Miên á. Còn cái tên chính thức của nó là tên chùa Linh Phước nha. Chùa này vì lý do nó làm được bằng nhiều cái vật liệu bằng ve chai Mỹ sành á. Từ đó nó có tên là chùa Ve Chai. Hôm nay mình có chuyến đi du lịch Đà Lạt ha, sẵn tiện mình cũng ghé qua cái chùa này. Chùa này cũng nổi tiếng, khá là nổi tiếng ở Đà Lạt. Ở đây là có cái kỷ lục thế giới luôn nha, tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, Quán Thế Âm làm bằng hoa bất tử. Mình sẽ review sơ qua cái cảnh mà trước cổng nha. Đây là chỗ sân đậu xe nè, khu vực xe máy đậu bên đây không có người coi nha các bạn. Không có ai giữ xe nha, cứ tự đầu đó là khóa cổ xe lại thôi chứ không ai coi đó. Bên đây có con rồng bằng miếng chai nha các bạn, rất là đẹp nha. Rồng này không biết trưởng thành chưa, nhưng mà thấy cũng nhìn khá là trẻ. Ở đây nó có 3 gian nha các bạn, 3 gian để tham quan ha. Mình sẽ đi vào cái gian đầu tiên. À, bên đây là những cái đồ gỗ ha, những cái vật dụng gỗ quý. Đây là đá cẩm thạch nha các bạn, màu hồng rất là đẹp. Rồi đây cũng vậy nè, ở đây cũng là đá cẩm thạch nè, rất là đẹp, màu xanh, được khắc cái bản đồ Việt Nam nè, có cả Hoàng Sa Trường Sa nha các bạn, trên đá cẩm thạch nè, rất là đẹp. Cạnh bên là lục bình ha. Đây bộ bàn bằng gỗ nè, rất là đẹp. Mình sẽ tới xem cái ghi chú trên tờ giấy đó là gỗ gì nha. Tác phẩm bộ bàn rồng 9 món 70 triệu gỗ mực. À gỗ mực. Bộ bàn này là 70 triệu nha các bạn, gỗ mực. Mình cũng không có rành gỗ lắm nha các bạn, mình cũng không biết gỗ mực là gỗ gì nhưng mà chắc biết là chắc là quý rồi đó. Bên đây nữa. Bên đây cũng có một cái bộ bàn nè, khá là đẹp, màu này đẹp hơn màu kia nữa. Màu này vàng, màu kia màu, nó nhìn nó cũ cũ, màu này nhìn sáng hơn nè. Mình sẽ xem chi tiết thôi. Bộ bàn gỗ nu nghiến 65 triệu. Có số điện thoại để liên hệ nha. Còn ở trong nó có bộ bàn ở trong nó cũng rất là sang trọng và đẹp. Đi chùa mà cái review bàn gỗ, bàn không hả các bạn, kệ nó có gì mình quay cái đó. Đây bộ bàn gỗ hương 67 triệu. Cái này nhà phải rộng thì mới vẽ bộ bàn này được. Bộ bàn này chiếm diện tích khá là nhiều. Đây là gập sập ha, sập gỗ sao khá là đẹp. Đây hai cái lục bình cao chắc 3 mét, 2,5 mét, 3 mét gì đó. Đây là bộ bàn ngọc thạch nha, 430 triệu. Màu xanh ngọc bích ha, rất là đẹp. Ngọc thạch. Đây có hai khối đá cẩm thạch nè, màu hồng nè, không có giá tiền nha các bạn. Để đây, đang được trưng bày đây. Rất là đẹp, quý hiếm ha. Đây là bộ bàn khảm chai nha, trị giá 70 triệu. Tất cả đều trưng bày và không biết có bán không thì không biết, chắc là có bán á, có bán mới để giá. Còn đây là ngọc thạch nha, cẩm thạch 300 triệu, còn cô gái kia là miễn phí nha. Còn đây, đây là ngọc thạch 420 triệu. Mình sẽ quay sơ cho các bạn thôi nha, chứ đi vô chùa mà xem chùa mà toàn quay toàn bàn không à. Đây là cái giấy xác lập kỷ lục nè, chùa Linh Phước nè. Đây là bộ phản bằng gỗ dài nhất Việt Nam, chắc 20 mét đó. Nếu ai mà có nhu cầu tới đây mua cái này thì phải có container chở mới được nha, không có để giá bán nha. Bộ phản dài nhất Việt Nam, chắc mười mấy 20 mét đó. Ở đây nó có giấy xác nhập, xác lập kỷ lục nè. Bộ phản gỗ nè, dài nhất Việt Nam.
Bây giờ mình sẽ tiếp tục tham quan bằng cách là đi xuống cái đường hầm dưới này nha. Mình cũng không chưa biết là xuống đây tham quan cái gì nữa, mời các bạn cùng theo mình nha, theo chân mình nha. Vui lòng. Nào gì thì sức khỏe cộng đồng xin vui lòng. Đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách 2 mét. Đây giống dưới 18 đường 11 quá các bạn. Đấy phải không? Đây cũng là bàn ghế nha. Cũng là bàn ghế nha. Gỗ cẩm thạch nha. À vậy mình biết rồi, đây là đường đi vào 18 đường địa ngục nè. Đây nè, lối đến cửa xuống địa ngục nè. Thì mình sẽ review một số bàn ghế đây nha, rất là đẹp. Mình sẽ xuống 18 đường địa ngục sau nha các bạn. Rất là đẹp nha, rất là nhiều bàn kìa. Những cái này đây. Đá cẩm thạch nè. Hồng ngọc 900 triệu, trời ơi. Hồng ngọc. Cẩm thạch được khắc Phật trên đây 900 triệu nha các bạn. Mình tính không có review bàn ghế nữa đâu, nhưng mà thấy đẹp quá nên quay sơ một lượt cho các bạn xem thôi, chứ không có đi chi tiết cụ thể từng cái, mình khá giá tiền nha. Rất là nhiều. Như cái này nè. Cái này cũng khá là to nè, 90 triệu nè. Rất là nhiều loại cổ quý và ngọc thạch. Mình sẽ lướt qua thôi, mình không có đọc giá từng cái cho các bạn nghe đâu, để tránh mất thời gian của các bạn. Sau đó mình sẽ xuống 18 tầng địa ngục mình review. Chùa Linh Phước á, là chùa ve chai này á, chỉ cách trung tâm khoảng 5 đến 7 km thôi nha các bạn, cũng khá là gần, không có xa. Đi tầm mất khoảng 10 phút 15 phút là tới thôi. Mà vào đây tham quan hoặc là cúng viếng hay gì đó các bạn, xin lộc tài gì đó, hoàn toàn miễn phí nha, không có tốn tiền gì hết nha. Thậm chí là gửi xe cũng tự do luôn, không ai canh nhưng mà cũng không mất phí luôn. Có nhiều chỗ người ta khai thác thì giữ xe đó. Đây giữ xe là cũng không ai trông coi đó. Cũng hơi lo nhưng mà thấy người ta để mình cũng để luôn. Mình sẽ kết thúc cái video mà review cái mấy bộ bàn ghế nha. Bây giờ video của mình là video chuẩn bị đi xuống 18 tầng địa ngục nha các bạn. Trước khi đi xuống 18 tầng địa ngục thì mình review sơ cho các bạn xem cái phòng này. Trưng bày các tượng Phật, tượng những thầy chùa nha, sư thầy nha. Rất là giống người thật nha các bạn. Rất là giống người thật. Chính giữa là Phật này. Những cái nếp nhăn nha, những cái mục ruồi nha các bạn, nhìn trông rất là giống thật. Ở trước những cái bát này nè, các bạn đến đây các bạn tham quan ha, các bạn có thể bỏ tiền vào những cái bát này nè, tùy vào lòng hảo tâm ha. Đều có kiến ha, rất là giống người thật chứ các bạn, rất là giống người thật luôn. Những nhà điêu khắc rất là công phu ha, rất là khéo tay. Mình sẽ review một lượt cho các bạn xem từng người một vòng mình, rồi sau đó mình sẽ đi xuống 18 tầng địa ngục nha. Rất là ấn tượng ha, những cái tượng được khắc điêu khắc lên. Rất là giống người thật. Mình thấy có một số bác vẫn có tiền đây nha các bạn, đây nè, như bác này nè. Này có tiền như này nè. Đó. Tiền này là tiền cúng vườn của một số người vào đây á. Cái này người ta gọi là khu rừng thiên nha. Đó. Bây giờ mình sẽ chốt lại cái khu rừng thiên này xong rồi nha. Bây giờ mình sẽ đi xuống 18 tầng địa ngục. Ở đây có cái lối đi nè, nhưng mà đã đóng cửa không cho đi lối này rồi. Bây giờ mình sẽ đi luôn qua lối này. Lối mà có hai người ha, đầu trâu mặt ngựa đang đứng canh gác nha. Còn đây là một số gian hàng khác nha, cũng bán nha. Những gian hàng bán 2 triệu 800,
270.000 rất là nhiều món nha. Quý khách không vào trong, xin cảm ơn. Rồi, không vào trong nha. Bây giờ mình sẽ đi vào đây, các bạn cùng mình nha. Rất là nhiều tượng đẹp nha. Tính không quay rồi nhưng mà thấy đẹp quá nên quay clip, quay sơ qua cho các bạn xem. Đây, đầu trâu mặt ngựa gác cửa đây. Này, hướng xuống 18 tầng địa ngục cho các bạn. Hơi tối ha, đường hơi tối. Hơi nhỏ. Âm thanh trên đây cũng khá là to. Giữ dịch tư trang, trang điện thoại. Không đề phòng móc túi. Hơi tối nha các bạn. Tuy nhiên nó sẽ được đẹp lắm. Người bị hồng lộ mắt, kẻ bị chặt một chân, một tay, hoặc xẻo lỗ mũi, hoặc cưa xẻ hai, dọc từ đầu đến chân. Một thoáng hấp hồn, con giả được muốn cho biết. Bọn này sẽ mở vô giam, người phải chịu ngắn nghe. Ở đây hơi tối ha, đi một mình thì cũng buồn ha, nếu mà có ai đi chung thì rất là nhiều chữ nôm, chữ tàu trên tường nha các bạn. Đoạn đường này khá là nhỏ. Mình ở đây rất là nhiều chùa nha, rất là ít chùa. Lần đầu tiên mình thấy cái chùa mà nó có cái những cái đường hầm như thế này. Đa phần mình thấy là những trong những cái khu mà du lịch đó, chàng ngay số tiên như thế này, nó có những cái mà 18 tầng như thế này. Nhưng mà ở đây là chùa, một ngôi chùa như vậy làm ra một cái 18 tầng địa ngục như vậy, thế mình thấy rất là hay ha. Thấy rất là hay, nhân văn, khuyến khích mọi người làm những điều tốt, tránh những điều tai ương sau này, kiếp sau. Có nhiều chữ ghi trên tường đó nhưng mà hơi tối cũng có đầu. Trung thập viện Diêm Vương đang phán xét, đang phán xét, phán đang xét xử nha. Uống nước đồng sôi, lạnh thì bị ngàn lưỡi đào cắt thịt. Lời phán vừa xong, một tốt quỷ cầm chìa, chìa thân ông lạnh, giơ lên công trung. Mặt cho lão kêu là thảm, máu tuôn dập dềnh. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất tâm. Phán bộ thẻ này khi sống cứ ăn hải sản tươi, nên trừng phạt thế nào? Diêm Vương bảo: vậy thì phải cho hắn vào biển cả đồng thai. Mời quý khách tham quan 10 cửa ngục tiếp theo, sẽ đến ngục thứ 18 là ngục Tha Tỳ, nơi
ngài một liên gặp và cứu mẹ. Người đó, đưa hắn đi xem những hành vi trong suốt cuộc đời hắn. Mục Liên gặp và cứu mẹ. Ở đây thiếu ánh sáng nên vào bây giờ nó sẽ không được đẹp như các bạn. Có tên là lang thang, đầu to mà bụng nhỏ. Có hạng quỷ nhỏ mà bụng to như trống. Nếu mà các bạn muốn mà hiểu được nhiều thứ thì các bạn chịu khó đọc những cái hình chữ trên tường nha. Em sẽ ghi chú lại. Nó cũng hơi tối nhưng mà cố gắng đọc thì cũng được, khi mà vào video thì nó cũng sẽ được sơ sơ thôi. Các bạn muốn đọc thì đừng lại đọc nha. Mà chẳng biết đi đâu, những hạng quý này khi còn là đạp vụ cốc, nhưng lúc trời mà người lại dẫn đạp lên, hoặc không thích ăn nên chỉ nhó vài đũa rồi đem hút, sẽ bị đẩy vào tối đệ dạng. Người khi ăn cơm mà buông miệng ra thịt chửi rủa, khi chết cũng sẽ rơi vào địa ngục. Nói chung là mình đánh giá cái 18 tầng địa ngục này rất là cao ha. Bỏ ra công sức ra làm cái này cũng rất là nhiều sắc nét, rất là nhiều công. Con đường đây hơi nhỏ nha. Nếu mà đi một người thì thoải mái ha, nếu mà đi ngược chiều hai ba người thì nó hơi chật chút. À, khúc này tới khúc này là quẹo qua này. À, nó như cái mê cung nha các bạn. Những cái phòng này nối tiếp nhau. Ánh sáng hơi tối ha, rất là tối. Đi qua cũng rất là nhiều phòng nha, nhưng mà ánh sáng tối quá quay nó cũng không có được rõ lắm. Đây có một người mặc áo thầy chùa. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu kỹ thì các bạn phải ngừng lại và đi chậm đọc chữ trên tường và lắng nghe cái loa nó được phát ra thì chúng ta sẽ hiểu được rõ kỹ hơn, rõ hơn. Còn các bạn mà muốn tham quan lướt qua thôi thì cũng giống như mình đó, mình cũng tham quan lướt qua thôi chứ không có ngừng lại đọc kỹ những cái dòng chữ đó. Đây chắc lẽ là hết rồi nè. À, đây là cái đường đi lên nha các bạn, đi xuống hướng bên tay phải và lên hướng bên tay trái. 18 tầng địa ngục. Đây là cái lối cổng vào nha. Bên đây là một số trưng bày một số đồ gỗ quý và cẩm thạch nha. Ở dưới là có cái hầm 18 tầng địa ngục. Mình đã tham quan và bây giờ mình sẽ lên đường này. Mình lên đây mình tham quan cái tượng Quan Thế Âm làm bằng hoa bất tử, một kỷ lục của Việt Nam, hình như là của thế giới luôn đó. À, mình vừa lên tầng thứ nhất nha. Đây Quan Thế Âm, đây bên trái bên phải có 7-8 Quan Thế Âm, chính giữa là Quan Thế Âm bằng hoa đây. Quan Thế Âm bằng vật, Quan Thế Âm là bằng hoa bất tử rất là cao nha. Ngược nắng nên nó hơi tối, rất là đẹp các bạn. Mình sẽ lại gần hơn một chút, mình quay cho các bạn xem. Này, mình sẽ lấy tay mình rờ thử cái hoa bất tử như thế này. Này rất là đẹp nha, cao, rất là đẹp. Đây cận cảnh hoa bất tử đây các bạn, mình sẽ rờ thử.
Rờ nó rung rung nha các bạn. Phần hoa nha. Hoa này trong thời gian nó khô á thì người ta chùa sẽ thay thế bằng hoa mới. Còn hướng ra ngoài đây. Còn hướng nhìn ra ngoài các bạn. Bên là tháp chuông nha. Tháp chuông rất là cao. Đây nhìn ra hướng ngoài cổng nha các bạn. Khu vực để xe đây, bên đây, bên trái đây. Sảnh đựng đậu xe ô tô đây. 25 tới 45 chỗ ngồi đây. Một lát mình sẽ qua bên đây review cho các bạn xem tiếp. Nắng nó chiếu lên rất là đẹp. Công trình ở đây được trang trí ha, bằng những chai ha, những cái chai sành nè. Chùa phải đi thu gom rất là nhiều. View ở đây nhìn về hướng đồi ha, rất là đẹp. Đồi thông mà. Rất là nhiều tượng nha các bạn. Một màu vàng rất là đẹp. Đây bức tượng rất là cao các bạn. Tượng Phật rất là cao, đẹp. Xung quanh được bố trí ha, hoa văn bằng miếng sành nha. Rất là đẹp. Tượng cao 17 mét nha các bạn. Khá là cao. Ở đây rất là nhiều tượng Phật. Không thể đếm xuể nha các bạn, nhiều lắm. Một tầng, hai tầng. Rất là nhiều tượng Phật. Đây nữa. Hoa giả thôi nhưng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn qua tham quan cái chuông nha. Cái chuông này cũng là một kỷ lục nha. Chuông này nặng là 8 tấn rưỡi, cao 4,3 mét, miệng rộng 2,3 mét. Đúc ngày 19 tháng 7 âm lịch 1999 tại chùa Linh Phước, thợ Huế thi công. Mình sẽ gõ vào cái chuông thử nghe cái tiếng thử ha. Mình chỉ gõ nhẹ thôi cái tiếng thôi. Gõ khó quá. Đó các bạn, mình chỉ gõ nhẹ thôi. Ở đây nó có cái đường lên trên cao để tham quan các bạn. Lên trên đỉnh tháp để tham quan nè. Cái vị trí mình đang đứng là ngay cái tòa tháp cao nhất của cái chùa nha các bạn. Xe mình đang để ngoài nắng rồi các bạn. Đây là cái sảnh nè của cái nhà tòa tháp và cái chuông nè. Ở đây có một lối xuống nha các bạn. Mình sẽ đi lối này xuống thử có được không. Nói chung là có cái lối lên trên đỉnh tháp á. Nhưng mà bên cạnh đó nó có một cái câu ghi chú ha. Ai thực sự mà có muốn nói gì đó đại khái thì ai thực sự có muốn lên đó để cầu nguyện thì lên. Còn muốn lên để tham quan thì đừng lên. Mình xin nhân hồi thì mình sẽ không lên ha. Đây là cái sảnh chệt của cái tháp này. Mình sẽ xuống mình review cho các bạn.
sảnh sảnh trệt của cái tháp nha các bạn. Mấy bạn nữ đang leo lên trên đỉnh nha, tháp nè. Đây là có cái bảng cấm họp chợ nha. Đây mình đang đứng dưới chân ngọn tháp nè.